việc gì mà phải tốn cả vài chục triệu cho một bộ bàn ăn, trong khi chúng ta có thể hoàn toàn mua những cái bộ bàn ghế tương tự trên các chất liệu gỗ công nghiệp với mức giá rẻ hơn rất nhiều. Thế thì xin chia sẻ với cô bác anh chị, với các cái dòng gỗ công nghiệp hay những dòng gỗ có giá trị thấp thì một sản phẩm chúng ta dùng có thể chỉ trong thời gian vài năm thôi. Đó, quá lắm thì sẽ là hàng chục năm là chúng ta sẽ phải bắt buộc thay sản phẩm mới. Bởi vì chất lượng của các cái dòng gỗ đó nó không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu thời gian dài. Còn đối với những cái sản phẩm gỗ cao cấp như sản phẩm này, chất liệu của nó là gỗ gõ đỏ Nam Phi. Một bộ sản phẩm đúng chính xác nó là vài chục triệu thật. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nó trong thời gian rất lâu. Tính theo thời gian so với các cái dòng bình dân thì chúng ta có thể gọi là gần như lại là rẻ hơn. Và trên này là những cái dòng gỗ mà nó đã thể hiện được cái độ bền của nó qua rất là nhiều năm. Với gỗ gõ đỏ thì gần như là em chưa nghe thấy có một cái sản phẩm nào mà người ta nói rằng nó bị hỏng mà người ta phải bỏ cả. Thậm chí là những cái sản phẩm từ rất là lâu, từ thời ông bà để lại, thì em chỉ có thấy là có những anh chị khách hàng là không thích những cái mốt đó thôi, không thích những cái gọi là màu sắc hoặc là cái lối thiết kế cổ xưa thì anh chị bán thanh lý đi để mua những cái sản phẩm hiện đại. Chứ còn nếu mà nói về gỗ quá đỏ thì thực sự là chưa từng thấy một cái sản phẩm nào mà khách bảo là phải đóng xong rồi phải bỏ đi để mà dùng những sản phẩm khác. Trong khi thì các cái sản phẩm gỗ công nghiệp hay là các dòng gỗ bình dân thì cái mức độ chúng ta phải bỏ đi hoặc là phải thay mới rất là nhiều đó, và trong cả một cái hành trình chúng ta sử dụng mà phải thay đổi các sản phẩm quá nhiều thì nó cũng là cái điều không phải ai cũng thích, đúng không ạ? Vâng, nói vậy thôi chứ còn thực ra thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái nhu cầu và khả năng tài chính. Nếu mà chúng ta có điều kiện vừa vừa thì chúng ta cứ mua những bộ bàn ghế bình thường thôi, chúng ta dùng và sau này chúng ta đổi lên những sản phẩm cao cấp nếu có điều kiện sau cũng được. Còn nếu chúng ta có điều kiện luôn thì điều đó là điều quá là dễ rồi. Và với xưởng em thì rất là nhiều những sản phẩm cơ sở sản xuất bàn ghế giường tủ salon cũng có từ các cái tầm trung trung cho đến tầm cao. Mọi người có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ với cơ sở để đặt hàng. Ở đây thì cơ sở bên em trực tiếp sản xuất và phục vụ cho khách tiêu dùng luôn, không cung cấp qua trung gian nào hết, cho nên là quý anh chị sẽ luôn luôn nhận được cái mức giá tốt nhất cho những sản phẩm tốt nhất nhé.